Chú sói Kofu, nhân vật hoạt hình nổi tiếng do Shikonnet sản xuất và sở hữu bản quyền, đã được phát hành tới công chúng từ 2018. Ra mắt thị trường chưa lâu, Kofu đã nhanh chóng chinh phục được các phụ huynh và trẻ em ở Mỹ, sau đó được phủ sóng tại nhiều quốc gia khác, đạt bình quân hàng tỷ lượt xem mỗi tháng trên các nền tảng mạng xã hội. Bộ phim được sản xuất với nhiều phiên bản khác nhau, được dịch ra 20 ngôn ngữ, hiện đã có tới 4.700 tập ngắn trên YouTube từ 3 đến 5 phút, hàng trăm tập từ 10 đến 15 phút phát trên các nền tảng truyền hình, OTT tại nhiều quốc gia và có cả phiên bản dài 100 phút chiếu rạp. Series phim hoạt hình Ngộ Phu được yêu thích do nội dung giải trí vui nhộn kết hợp với giáo dục. Mỗi tập phim là một bài học giúp trẻ phát triển những kỹ năng như lòng dũng cảm, biết ơn, tính hướng thiện, ham học hỏi. Mặc dù là mưa làm gió trên sân chơi toàn cầu, nhưng phải đến khoảng năm 2022, công chúng Việt Nam mới biết đây là bộ phim hoạt hình hoàn toàn do người Việt sản xuất. Một sản phẩm được Make in Việt Nam 100% khi có sức lan tỏa rộng rãi cũng là một minh chứng quan trọng để bạn bè quốc tế thấy được năng lực, phẩm chất và những kỹ năng của người Việt. Từ năm 2022, The Connect đã hợp tác với các doanh nghiệp khác để tận dụng thế mạnh và tìm ra hướng đi mới, giúp nội dung hoạt hình Việt Nam ngày càng vươn tầm thế giới. Cuộc thi Hoa hậu biển Việt Nam 2024 đã được Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận tổ chức. Cuộc thi được tổ chức với mục đích tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa biển đảo Việt Nam, nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo vệ môi trường biển. Theo kế hoạch từ ban tổ chức, Tân Hoa hậu sẽ đăng quang vào thời khắc đặc biệt chào đón năm mới 2025. Hoa hậu biển Việt Nam 2024 có thông điệp Hành động hôm nay vì biển xanh ngày mai, gồm các hoạt động hướng tới bảo vệ môi trường biển như đêm trình diễn thời trang lấy cảm hứng từ biển cả với chất liệu thân thiện môi trường, hoạt động thu gom rác ở bãi biển Mũi Né, Phan Thiết. Đặc biệt, các người đẹp sẽ được trải nghiệm cuộc sống của ngư dân, từ đó bồi đắp tình yêu biển đảo. Cuộc thi Hoa hậu biển Việt Nam 2024 tuyển sinh công dân nữ từ 18 đến 33 tuổi, có quốc tịch Việt Nam, đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Ban tổ chức chấp nhận thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ. Đêm ngày 28 tháng 10, lễ trao giải Quả bóng vàng 2024 đã diễn ra với chiến thắng thuộc về tiền vệ Rodri. Nhờ đó, anh đã lập một cột mốc lịch sử. Rodri, người sinh năm 1996, trở thành cầu thủ đầu tiên thuộc thế hệ 9X đoạt quả bóng vàng. Cột mốc này có vẻ như rất bất ngờ, nhưng thực sự nó mới lần đầu xảy ra, vì từ trước tới nay, danh hiệu quả bóng vàng luôn thuộc về các cầu thủ 8X trở về trước như Ronaldo, Messi, Benzema. Trước đó, nhiều cầu thủ 9X đã tiệm cận danh hiệu này như Mane, De Bruyne, Griezmann, Mbappe. Nhưng tất cả vẫn phải lỡ hẹn. Chỉ đến khi Rodri được tôn vinh, thế hệ các cầu thủ sinh thập niên 1990 mới lần đầu tiên được tôn vinh. Chiến thắng của Rodri càng trở nên quý giá vì anh đơn độc trong cuộc đua với các ngôi sao 2000 như Saka, Haaland, Vinicius. Quả bóng vàng dành cho Rodri cũng là chiến thắng của ngoại hạng Anh, vì sau 16 năm bị La Liga thâu tóm, danh hiệu này mới trở lại Premier League. Dù vậy, Rodri là người Tây Ban Nha nên vẫn phải khẳng định rằng nền bóng đá xứ Bò Tót đang thống trị thế giới.